Tiền vệ Bas Lakic đã ghi bàn thắng được nhận định là hài hước nhất thế kỷ khi anh núp cục dọc rồi ghi bàn kiểu ăn trộm, giúp Olympiacos Piraeus vượt qua Aris mới đây ở tứ kết cúp quốc gia Hy Lạp. Phút thứ 85, tiền vệ Bas Lakic đã núp sau cột dọc khi thủ môn Aris ném bóng xuống, chuẩn bị phát lên thì anh lao ra cướp bóng, sút vào lưới trống ghi bàn thắng. Bàn thắng giúp Olympiacos Piraeus cầm hòa Aris 1-1, qua đó giành vé đi tiếp vào bán kết với chiến thắng chung cuộc là 3-2 sau 2 lượt trận. Pha lập công của Andrei Bas Lakic đã tạo nên những phản ứng trái chiều trên mạng xã hội. Có người bênh vực anh là tinh ranh nhưng cũng có ý kiến chỉ trích là không đẹp. Nhưng dù sao, bàn thắng này cũng gây sốt vì sự lạ lùng và hài hước. Trước khi xem clip, các bạn nhớ nhấn đăng ký và bật thông báo để ủng hộ cho kênh của tụi mình nha. Trong bóng đá, những pha xử lý ngẫu hứng và kỹ thuật luôn được rất nhiều khán giả yêu thích và dành tình cảm lớn. Tuy nhiên, trong một vài trường hợp, những màn thể hiện kỹ thuật cá nhân quá đà lại khiến cho cầu thủ đối phương cảm thấy bị trêu ngươi và không giữ được bình tĩnh. Hôm nay hãy cùng chúng tôi tổng hợp lại những pha biểu diễn trên sân khiến cho đối thủ phải nổi cáu nhé. Khi các cầu thủ Brazil chuyển đến lục địa già và dần bị ô hóa, thì có lẽ Neymar là cái tên cuối cùng còn giữ được phong cách chơi biểu diễn đầy cuốn hút. Thay vì dùng chân để xử lý, cựu sao Barca có pha khống chế bóng bằng ngực vô cùng đẳng cấp. Chưa dừng lại ở đó, số 10 của PSG còn tiếp tục treo ngươi đối phương bằng động tác sụp qua đầu cực kỳ khó chịu. Những tình huống xử lý này của Neymar đương nhiên khiến cho người ta không thể ngừng liên tưởng đến huyền thoại Ronaldinho. Ngay khi còn là một cầu thủ thi đấu trong màu áo của U23 Brazil, Vinicius đã sớm bộc lộ tài năng hoàn toàn vượt trội của mình so với những cầu thủ cùng trang lứa. Nhận thấy đối thủ chuẩn bị áp sát, sao mai của Real thực hiện một pha chích mũi giày tinh tế để đưa bóng vòng qua đầu. Đương nhiên, màn trình diễn chưa dừng lại ở đó khi Vinicius còn tặng thêm cho đội bạn hai cú tân bóng qua đầu rất mãn nhãn trước khi khống chế bóng bằng ngực rồi truyền lại cho đồng đội. Đang bị dẫn trước lại còn bị đối thủ liên tục trêu ngươi bằng những động tác múa may. Hậu vệ Arsenal đương nhiên có lý do để nổi cáu với pha xử lý của Ronaldo. Bị áp sát tới cuối đường biên ngang, CR7 liên tục thực hiện những pha đảo nhằm chọc tức đối thủ cũng như câu giờ cho Manchester United. Sau đó Justin Hoyt quyết định phạm lỗi với siêu sao người Bồ dù biết chắc chắn mình sẽ bị phạt thẻ cũng như đối mặt với tình huống đá phạt. Từng được đánh giá là sở hữu tài năng không thua kém gì Ronaldo, Luis Nani ở thời kỳ đỉnh cao, thậm chí còn có kỹ thuật cá nhân nhỉnh hơn người đồng hương. Trước áp lực của hậu vệ Arsenal, ngôi sao người Bồ vẫn tự tin vừa đi vừa tân bóng và hướng thẳng về phần sân của đội nhà. Quả thực, pha xử lý dường như chỉ thấy trong bóng đá đường phố đã được Nani áp dụng rất thành công và còn khiến cho đối phương hoàn toàn bất lực trong việc theo kèm. Giống như nhiều hậu vệ cánh tên tuổi của bóng đá Brazil, Cafu cũng sở hữu kỹ thuật cá nhân vô cùng thượng thừa, không thua kém bất kỳ ngôi sao tấn công nào.
Trước sự truy cản của Nedved, cựu cầu thủ AS Roma đã biến chủ nhân của quả bóng vàng 2003 thành một gã hề không hơn không kém. Ba pha tân bóng kỹ thuật liên tiếp của huyền thoại người Brazil đã làm cho Nedved hoàn toàn mất phương hướng và khiến đối phương phải bắt buộc phạm lỗi với mình. Lườm rau gắp thịt là cụm từ được dùng trong bóng đá với hàm ý về sự đánh lạc hướng đối phương bằng đôi mắt và kỹ thuật chuyền bóng. Và nhắc đến kỹ thuật này thì không thể không nhắc đến cái tên Thierry Henry. Trước hàng phòng ngự dày đặc của đối phương, huyền thoại người Pháp đã thực hiện động tác giả sút vô cùng ngẫu hứng trước khi đẩy quả bóng sang cánh cho Pires. Cho đến hiện nay, kỹ thuật này vẫn được rất nhiều cầu thủ yêu thích và làm theo. Trước khi tỏa sáng trong màu áo của Tottenham, Lucas Moura từng là một wonderkid rất nổi tiếng trong màu áo Sao Paulo. Bị áp sát ở đường biên, tiền vệ người Brazil khiến cho hai cầu thủ đối phương phải hoa mắt chóng mặt với những động tác đảo chân rất nhanh và cực kỳ hoa mắt. Sau đó Moura đã thoát đi được nhờ một pha sở hãng rất nhanh và tinh tế khiến cho đối thủ không kịp trở tay. Rõ ràng đối với nền bóng đá Brazil, những tình huống xử lý kiểu như này đã trở thành đặc sản. Chỉ là một trận giao hữu để gây quỹ từ thiện, thế nhưng có vẻ như Neymar chưa bao giờ hết thích thú với việc hành hạ đối thủ. Mặc dù cầu thủ đội bạn đã quỳ xuống van xin đừng lừa bóng nữa, nhưng siêu sao người Brazil hình như chẳng mảy may quan tâm. Tiểu Pele sau đó vẫn tiếp tục dẫn bóng, thực hiện hai pha đảo chân mãn nhãn và tiếp tục đánh lừa đối thủ một cách dễ như ăn kẹo. Không giỏi về tranh chấp bóng tốt hay đá bao sân, Thiago vẫn trở thành một trong những tiền vệ trung tâm hàng đầu nhờ kỹ thuật cá nhân thượng thừa của mình. Chính khả năng điều khiển trái bóng cùng sự điềm tĩnh đã giúp cho nhạc trưởng người Tây Ban Nha loại bỏ hoàn toàn sự theo kèm của 3-4 cầu thủ đối phương trong tình huống này. Trái bóng gần như dính chặt trong chân của cựu cầu thủ Bayern trước khi anh chuyền lại cho những người đồng đội. Phải là một cầu thủ quá nổi tiếng, thế nhưng Saint-Maximin đã tạo ra ấn tượng mạnh tại Premier League nhờ những xử lý kỹ thuật rất mãn nhãn của mình.
Mặc dù bị hai hậu vệ của Sheffield áp sát, tiền đạo người Pháp vẫn có một động tác giả lừa sút rất điệu đà nhằm trêu người. Chưa dừng lại ở đó, số 10 của Newcastle tiếp tục đánh lừa cầu thủ đội bạn bằng đường truyền theo kiểu lườm rau gắp thịt, cực kỳ thú vị. Rõ ràng chính những pha bóng kỹ thuật và đầy ngẫu hứng như vừa rồi là yếu tố mang lại sự hấp dẫn của môn thể thao vua. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Nếu thấy hay, hữu ích, hãy like, share và subscribe cho kênh. Xin chào và hẹn gặp lại.